Trái ngược với sự hồ hởi chào mừng sự kiện Chủ tịch nước đến thăm Tòa Thánh Vatican và hai bên tiến tới thỏa thuận nâng cấp quan hệ, đồng ý cho Tòa Thánh đặt trụ sở tại Việt Nam, thì những thành phần khoác áo đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền lại bới móc những thông tin vụ việc thiếu khách quan về tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam, hòng bôi đen xuyên tạc chính sách tôn giáo của Việt Nam và sự kiện đáng ghi nhớ đối với cộng đồng tín đồ Thiên Chúa giáo Việt Nam này. Chẳng hạn như trang Việt Nam Thời báo ngày 25 tháng 7 năm 2023 đăng bài Việt Nam bị đề nghị đưa vào lại danh sách quốc gia quan tâm đặc biệt CPC là một ví dụ. Bài viết tung hứng thông tin xuyên tạc, bịa đặt về vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam kiểu như ca ngợi phiên điều trần của chủ đề Tình trạng tồi tệ về tự do tôn giáo trên thế giới của Tiểu ban Sức khỏe Toàn cầu, Nhân quyền Toàn cầu và các tổ chức quốc tế mà D.B. Seismic là chủ tịch đã đánh giá tình hình tự do tôn giáo Việt Nam tồi tệ hơn và nêu quan điểm Việt Nam xứng đáng bị đưa vào danh sách CPC. Bình luận về chiêu trò này, ông Trần Văn đưa ra ý kiến phủ nhận như sau. Thực tế phủ nhận thông tin thiếu khách quan, ác cảm, áp đặt. Theo số liệu của Ban Tôn giáo Chính phủ, tháng 4 năm 2023, nhà nước đã công nhận và đặt cấp đăng ký hoạt động cho 43 tổ chức thuộc 16 tôn giáo. Với trên 26,5 triệu tín đồ, chiếm 27% dân số cả nước, hơn 54.000 chức sắc, trên 135.000 chức việc và gần 30.000 cơ sở thờ tự. Các tôn giáo có đông tín đồ là Phật giáo trên 14 triệu, Công giáo khoảng 7 triệu, Phật giáo Hòa Hảo khoảng 1,5 triệu, Tin Lành khoảng 1,21 triệu, Cao Đài khoảng trên 1,1 triệu. Bên cạnh đó, Việt Nam là quốc gia có hệ thống tín ngưỡng vô cùng phong phú với 50.703 cơ sở tín ngưỡng, trong đó có khoảng 3.000 di tích. Gắn với cơ sở tín ngưỡng tôn giáo, một số di tích được UNESCO ghi danh là di sản thế giới. Nếu tình hình tôn giáo tồi tệ đi, như nhận xét của dân biểu Smith, một người chuyên đưa tin thiếu khách quan, thiếu thiện cảm về tình hình Việt Nam, thì đời sống tôn giáo Việt Nam phong phú và nở rộ như vậy. Việc công nhận tổ chức tôn giáo, cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo được thực hiện theo quy định của pháp luật. Sau khi thực hiện luật tín ngưỡng tôn giáo, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã công nhận một tổ chức tôn giáo, Giáo hội Phúc âm Ngũ Tuần Việt Nam cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho 3 tổ chức, Hội Thánh Phúc âm Toàn vẹn Việt Nam, Hội Thánh Tin Lành Liên hiệp Truyền giáo Việt Nam, Giáo hội Các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giêsu Kitô Việt Nam. Việc đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung trên phạm vi cả nước được tạo điều kiện thuận lợi. Trước khi luật tín ngưỡng tôn giáo có hiệu lực, có hơn 2.600 điểm nhóm. Sau khi luật tín ngưỡng tôn giáo có hiệu lực, có thêm 1.100 điểm nhóm được đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung. Các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam chủ động trong việc củng cố tổ chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử, thuyên chuyển chức sắc, chức việc và tu hành theo hiến chương, điều lệ và quy định của pháp luật. Hàng năm, số lượng chức sắc, chức việc, nhà tu hành và những người hoạt động tôn giáo chuyên nghiệp không ngừng tăng nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tinh thần của nhân dân. Kể từ khi thực hiện luật tín ngưỡng tôn giáo, cả nước có hơn 6.500 người được phong phẩm, suy cử làm chức sắc, 16.783 người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc. Nhà nước bảo đảm và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo được thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo, mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo. Cả nước hiện có 62 cơ sở đào tạo tôn giáo, một số cơ sở được phép đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. Các tổ chức tôn giáo được quan tâm tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện hoạt động xuất bản kinh sách và xuất bản phẩm khác về tín ngưỡng tôn giáo, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm tín ngưỡng tôn giáo, đồ dùng tôn giáo, bảo đảm phục vụ yêu cầu hoạt động của các tôn giáo. Từ năm 2018 đến năm 2022, nhà xuất bản tôn giáo đã có quyết định xuất bản 2.527 ấn phẩm với 8.504.240 bản in, trong đó có nhiều xuất bản phẩm được dịch ra tiếng Anh, Pháp, tiếng dân tộc thiểu số. Ở Việt Nam có 15 tờ báo và tạp chí của các tổ chức tôn giáo đang hoạt động. Phần lớn các tổ chức tôn giáo đều có website riêng để phục vụ việc sinh hoạt đạo, truyền bá tôn giáo của mình. Chưa bao giờ các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo sôi động đến thế. Đời sống tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam có nhiều chuyển biến mới. Sự gia tăng số lượng chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo, nhiều hoạt động tín ngưỡng tôn giáo diễn ra với quy mô lớn hơn trước, thu hút đông đảo tín đồ và người dân tham gia các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo đã và đang đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng tôn giáo của đông đảo quần chúng nhân dân và có những đóng góp tích cực đối với đời sống xã hội. Nhà nước tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo tham gia các hoạt động tôn giáo có yếu tố nước ngoài. Hàng năm có hàng trăm lượt chức sắc, nhà tu hành, tín đồ của các tôn giáo ở Việt Nam xuất cảnh tham dự các hoạt động tôn giáo có đào tạo về tôn giáo ở nước ngoài và hàng trăm lượt cá nhân tôn giáo nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam hoạt động tôn giáo. Các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam còn tích cực tham gia các hội nghị, diễn đàn tôn giáo khu vực và quốc tế, đối thoại liên tín ngưỡng Á Âu ASEM, đối thoại liên tín ngưỡng khu vực châu Á Thái Bình Dương. Nhà nước tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo cho người nước ngoài,
cư trú hợp pháp tại Việt Nam. Hiện có 67 điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại các tỉnh, thành phố với hàng trăm người tham gia và có quốc tịch từ nhiều nước: Hàn Quốc, Philippines, Singapore, Malaysia, Nga, Mỹ, Pháp. Cùng với đó, nhà nước còn đảm bảo sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo của đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo đối với người chấp hành án phạt tù. Qua đó cho thấy, đời sống tín ngưỡng tôn giáo sinh động, phong phú ở Việt Nam, chỉ những tổ chức đội lốt tôn giáo như Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ mới bị các cấp chính quyền xử lý theo quy định của pháp luật. Đó là việc làm cần thiết để đảm bảo an ninh, an toàn và trật tự xã hội, vì hạnh phúc của mỗi người dân, mỗi gia đình và cả cộng đồng. Nếu Việt Nam không có tự do tôn giáo, đàn áp tôn giáo thì không thể có được đời sống tín ngưỡng tôn giáo đa dạng phong phú và số lượng tín đồ các tôn giáo đông đảo như vậy.